Hello mọi người nha, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Gà Nguyễn đây. Đầu tiên thì mình xin chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng luôn nha. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em hai cái khẩu súng mà mình thấy là mạnh nhất trong cái OB này nha. Đó là khẩu tiểu liên với là khẩu shotgun, thì các bạn đón thử xem là khẩu gì nha. Để coi xem là mình có cùng quan điểm với nhau không ha. Rồi thì đầu tiên cái bán đầu này thì mình sẽ không bắn đâu nha các bạn, mình sẽ cho mấy thằng bồ nó bắn đi, mình để dành tiền mình mua súng á. Có gì có gạo đầu nào nó có thua thì mình cũng có tiền mình mua súng. Đấy thì mình thấy thằng bồ nó bắn được thằng ở đây nè, mình lượm xác nó anh em. Đây. Đó, lượm được cái súng khỏi cần tốn tiền mua. Đâu rồi, mấy thanh niên nào đâu hết trơn rồi. Đó, trời ơi, thanh niên đứng đây nè, đứng. Lượm nó ngồi chứ không đứng các bạn. Lượm được một em rồi, còn em thanh niên ở ngoài xa kìa anh em. Ở ngoài xa thì kéo nhẹ xíu nè, Trời ơi, tưởng không lên đầu chứ. Rồi còn thanh niên cuối cùng đâu rồi, ra đây tôi xử luôn coi. Còn một thanh niên nữa đâu mất tiêu rồi ta. À thì ra mày trên đây, mày tới công chuyện mày rồi, đâu rồi ra đây. Ây nhớ bưởi, lâm nè đó. Trời văng hết bằng đạn luôn mới chết được nhỏ. Rồi ok thì chúng ta cùng đến với ván kế tiếp này nha. Hai anh em thì năm hết Tết đến rồi á, thì shop Gà Nguyễn FF.com của mình có cập nhật những vòng quay chúc mừng năm mới với tỷ lệ trúng cực cao luôn. Nếu anh em muốn có thật nhiều kim cương để mà chơi sự kiện nè, quay súng nè, hoặc là anh em muốn mua ạc game FIFA gì đó thì anh em hãy đến ngay với shop Gà Nguyễn FF.com của mình nha. Link shop á mình sẽ để ở phần mô tả và game dưới bình luận nha anh em. Thì các bạn cùng đón xem khẩu shotgun mà mình thích nhất trong cái OB này là khẩu gì nha. Đây là khẩu nào các bạn, chính là khẩu M1014 nha. Đó thì mình thích bắn khẩu này hơn là khẩu M1887 các bạn. Tại vì khẩu này nó nhiều đạn á, nhiều khi mình bắn trượt một viên hai viên thì nó cũng còn đạn mình bắn được, mình khỏi phải thay đạn. Cân tem mình thấy nó xịn hơn là M1887 á. Còn cái khẩu M1887 thì kiểu như bắn hai viên nhưng mà nó chính xác hơn, nó đam nó mạnh hơn. Nói chung là cũng tùy người thôi, nhiều người sẽ thích khẩu này, còn nhiều người sẽ thích khẩu M1887, còn riêng mình á thì mình thích khẩu này hơn nha. Thì các bạn thử comment coi là fan của cái khẩu này nhiều hơn là khẩu M1887 nhiều hơn nha. Mình nghĩ là M1887 á, tại vì cái khẩu đó kia nó dễ bắn hơn. Cái khẩu này thì nó không có chính xác, chứ lại là tầm xa nó kém hơn nữa. Cho nên là nhiều bạn sẽ thích khẩu kia hơn á. Nói chung là cái này là quan điểm cá nhân của mình, thì mình thích cái khẩu này là nó bắn nó nhiều đạn, với lại là bắn nam nó cũng mạnh nữa, nhưng mà bắn tầm xa thì không được. Còn M1887 thì mình bắn tầm xa được. Đó. Thì bây giờ mình sẽ kiếm thanh niên rồi đó, mình bắn thử nha bạn. Đây. Thanh niên bắn đây quá trời đây nè. Đâu rồi ta? Hình như là ở trên đây hay sao á. Ủa không có ta, mấy thanh niên ở đâu ta? À nó bị đằng kia kìa anh em ơi, mình sẽ chạy lại đắng nha. Trời ơi tưởng đâu trên đây chứ. Đâu rồi, trời ơi nó đứng đâu đây vậy? Trời ơi đằng kia có người nữa kìa anh em, đằng kia nữa nè. Trời bắn bồ tôi nè, ok. Thì bây giờ chúng ta cùng đến với trận kế tiếp nha. Thì trận này mình sẽ nói luôn cái khẩu tiểu liên mà mình thích nhất nha mấy bạn. Đố mấy bạn là khẩu gì nè, thì các bạn thử dừng video lại các bạn đón thử coi. Đó thì mình sẽ chọn là khẩu MP5 hay là khẩu UMP các bạn, hay là MP40, mình sẽ chọn MP5 nha. Đó tại vì MP5 á mình thấy nó kéo tâm nó ok hơn, cái đam nó không có to lắm nhưng mà kiểu như cái tâm nó ghim chặt á, mình kéo tâm nó dễ hơn đó, cho nên là mình thích bắn MP5 hơn. MP5X á anh em thì nó còn xịn hơn nữa, nhưng mà trong tiểu chiến này mình không có thấy MP5X. Còn khi nào mà đấu ganh á anh em gặp MP5X bắn kéo tâm nó sướng lắm. Tôi chơi đấu ganh là tôi thích bắn MP5X hay súng trường anh em, một cây shotgun với lại là một cây MP5X á, hai cái đó bắn sướng lắm. Rồi ok thì quay trở lại với trận đấu của chúng ta ngày hôm nay, thì mấy thanh niên kia ở đâu mất tiêu hết trơn rồi, nó không đi đường này anh em, mà nó đi đường giữa hay sao á. Thì mình sẽ ở đây mình canh coi có thanh niên nào chạy lẻ không, mình sẽ công qua đây nha. Đó mình sẽ móc qua đây nha mấy bạn. Đấy, đâu rồi mấy thanh niên kia trốn đâu hết trơn rồi, có bên đây không? À nó bắn bồ tôi lụm thằng này kìa. À nó trên đó kìa anh em, nó trên cao đó kìa. Cái chỗ này bữa tôi lên tôi bắn nè, bữa này nó lên nè tôi sẽ lên móc nó nghe. Đây nè, trời ơi ngồi đó bắn ai vậy, bắn ai vậy bạn ơi, lụm nữa thấy chưa. Khẩu này kéo tâm nó dễ lắm nè, nhưng mà tem mình chết hết trơn rồi kìa. Bắn nè, bắn bộ tôi nè, đây bắn nè, đây chạy nè, chạy đâu lụm mà. Còn thanh niên ở dưới gốc cây nữa nè anh em, dưới gốc cây nè. Ê bậy, trời ơi đã nhích luôn, đậu phộng nó. Trời ơi rồi ok thì chúng ta cùng đến với trận kế tiếp nha. Đó, trận này thì mình sẽ làm gì anh em, mình sẽ mua cây nào bây giờ, mình sẽ mua MP5 nha. Trận này mình sẽ bắn MP5 với bông keo nón rồi các kiểu nè. Lụm gạo liền chứ gì đâu. Thì tem bạn cũng như nó thấy như là nãy tem bạn có một người là AFK đó anh em, cho nên là còn chỉ có 3 người thôi. Tại vì lúc nãy các bạn thấy mình bắn lúc đầu đó, nó đứng im, mình bắn chết queo luôn đó. Thì trận này có lẽ là thắng cũng dễ thôi chứ không có gì khó đâu. Tem mình đi ẩu quá chứ không thôi là cũng không có chết được đâu các bạn. Này mình sẽ đi từ từ đây nha.
đi kiếm mấy thanh niên bên kia mấy bạn ơi, đâu rồi? Kìa chạy kìa, chạy nè, chạy nè, thanh niên chạy nè. À, thanh niên đó là boss nãy lúc nãy đó mà. Phải ông ta sao nó chạy vô nó trốn rồi. Không biết phải boss không, mình nó chạy nó trốn nó tiêu rồi. Đấy. Kiểu như người ta vô chơi anh em xong rồi người ta thoát ra chứ không phải là boss đâu. Tại vì nó gần này cái boss vô đúng không? Đó, đâu mất tiêu hết rồi anh em. À nó bắn lộn bên kia thì xẹo bánh kìa các bạn. Cái tôi sẽ công qua luôn nha. Đây đây đây. Chạy kìa. Chạy đâu đó bạn ơi? Đi đâu đó bạn ơi? Đi đâu đó? Trời ơi mất tiêu luôn rồi. Bắn nè, nó vừa chạy thối cái tâm lắm em, nó đứng lại vậy mình dễ kéo tâm hơn. Rồi đâu mất tiêu rồi ta. Còn hai thanh niên nữa, hai thanh niên bên đó hết rồi. Đó. Đây nè. Đứng đó là nó đứng dễ kéo tâm lắm anh em. Còn một thanh niên cuối cùng nữa, hai trong đây. Ôi tôi hết bom keo rồi anh em à. Từ nha, hết bom keo rồi. Lạng quạng là nó bắn cái là bể đầu luôn á. Từ nè, này nè. Ê. Đậu phộng hình như nó bắn sọt cun hay sao anh em, lại gần nó bắn chết luôn á. Ra đây, đúng đầu ra đây. Rồi thanh niên chơi kỹ thế nha, đây nè. Trời ơi. Ghê gì? Công luôn anh em, trời nó không chạy bo luôn rồi. Rồi chết bo luôn rồi. Ảo thiệt chứ. Rồi lụm cây màu 887 này bắn luôn đi. Đấy. Nói chung là mình sẽ bắn cái khẩu 1887 này luôn nha. Mình mua giáp, mua đồ luôn cho thắng trận này luôn cho nhanh á. Thì nói chung á là mình thích cái khẩu 1014 hơn cái khẩu này. Nhưng mà mình bắn lại khẩu này đi anh em, tại vì đâu đủ tiền mua 1014 đâu. Còn có 800 vàng rồi đâu mua đủ mua đâu. Sẽ bắn khẩu này để mình giành chiến thắng luôn nha. Thì nói chung á khẩu này bắn cũng được chứ không phải là tệ gì, nhưng mà kiểu đạn ít á, mình bắn xong rồi mình thay đạn nó lâu á. Cho nên mình không thích mấy, nó khó cân tem lắm. Hai ba thằng nó vô lượt là mình thay đạn bắn không kịp người ta đâu. Rồi mấy thanh niên kia đi đường nào nữa rồi, như là nó đi đường giữa không á anh em à. Đâu hết trơn rồi, à nó bắn bồ mình bắn rồi, à, đó đó. Ở giữa này này, bồ mình chuẩn bị lên dĩa kìa anh em, đó. Nói xong là lên dĩa liền. Nó cũng chết thằng rồi không sao, đây này. Hình như có người đây quá anh ta, hay không phải anh em. Tôi bị ảo giác rồi. Đó, mình sẽ đi vòng qua đây nha, mình bắn nó nha các bạn. Đây nè, nó giữa kìa anh em, nó giữa kìa. Tới công chuyện với tôi nè. Hít sọt nè. Bể cái đầu nè, nó. Bể cái đầu không. Bể cái đầu nè, nó ok. Công luôn. Ê, trời, còn thanh niên nó nữa. Rồi đi chút xíu nữa nó bắn bể cái đầu rồi. Mình tưởng hết người anh em, mình tưởng có một người một mà ai dạ, còn nó cứu bọn nó luôn rồi. Cứu cái gì mà cứu không biết, còn thanh niên cuối cùng đó coi. À, thắng luôn anh em ơi. Ok thì xin chào anh em nha, hẹn em ở clip tiếp theo nha. Bye.